Hello, chào các bạn nha. Thì được biết cái hoàn cảnh của anh Minh thì vừa mới mất, lại không có tiền để mua quan tài. Mình cũng vận động một số mạnh thường quân góp tiền vào mua quan tài cũng như là lo đám cho anh. Thì bây giờ mình chuẩn bị lên đường đi vào nhà của anh. Có lẽ là mình cũng muốn biết thêm, cũng như muốn quay thêm để cho các bạn biết về hoàn cảnh của nhà anh. Anh đang bệnh là lâu rồi, chưa mới mất. Thì chắc tới chỗ mình cũng sẽ quay để các bạn xem nha. Đường đi hơi xa, từ chỗ mình đi vào trong ảnh là hơn 30 cây số. Hiện tại là trời cũng đang chiều nữa, rồi có lẽ là mình đi nha. Đây là mình đang trên đường vào chỗ đám tang nhà anh Minh ở Cà Ná nha. Thì do đường đi mình đi chiều á, do đường này ban đêm, mình cũng muốn tới sớm giúp đỡ được gia đình phần nào hay phần đó. Mình vào nhà nha. Giờ đang đi chuẩn bị vào nhà. Đi qua nhà. Chú bà Bình đang dưỡng nhà của bà Bình đây chưa? Không phải sao?
anh. Đây là chị là vợ của anh Minh. Chào các bạn nha, mình cũng thay mặt các mạnh thường quân đến gia đình anh Minh và thắp nén hương cũng như là trao cái phần quà đến cho anh Minh, thì có lẽ là mình cũng xin kết thúc từ đây. Qua video này cũng xin gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân, và các bạn thấy cái video này hay và ý nghĩa hãy cho đăng ký một like chia sẻ nhé. Chào các bạn.